Kính thưa quý vị, sau 8 tuần tập luyện với chế độ tập luyện hợp lý, chế độ ăn uống hợp lý và được theo sát bởi các chuyên gia của chúng tôi thì các thí sinh hiện tại đã giảm được một số lượng ký rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì họ phải phấn đấu hơn bởi vì giảm thêm nữa và săn chắc cơ thể tốt hơn nữa và nhảy đẹp hơn nữa thì mới mong là những người đi sâu hơn. Một vài thí sinh bởi vì có cơ địa rất khó giảm cân cho nên tính đến thời điểm này thì thân hình cũng còn khá mũm mĩm phải không anh? Và sau đây sẽ là một thí sinh cũng mũm mĩm dễ thương nhưng hết mình hay không, chúng ta hãy nhìn vào cái phần trăm giảm cân và trình diễn ngay sân khấu của bước nhảy hàng cân ngày hôm nay. Và không làm mất thời gian lâu hơn nữa, xin được giới thiệu thí sinh Minh Thảo. Thảo đã xem rất là nhiều show thời trang rồi, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà mình được trình diễn trên một sàn catwalk thực sự. Thì cảm giác nó rất là hồi hộp. Thì lúc đó Thảo cũng hơi khớp, tính cách của Thảo cũng là một người khá tự tin. Nhưng khi chị nói về những cái dáng mình ngồi, cái cách mà mình ăn nói, đi đứng, giao tiếp thì Thảo thấy là mình còn thiếu sót rất nhiều. Thảo là một trong những bạn giảm cân rất là ít, Thảo giảm cũng 14 ký mấy nhưng mà lại không có thấy mình gọn lại. Trong 2 tuần qua là Thảo đã cảm thấy mình bị tụt dốc. Điều đó khiến cho Thảo cảm thấy vô cùng áp lực. Tuần này anh Hải đã quyết định là sẽ làm burlesque. Không biết nói sao, nói chung là nó là một cái thể loại mà Thảo cảm thấy rất là thích. Thảo sẽ cố gắng trình diễn một cái bài thật là bứt phá để lấy lại phong độ của những tuần trước. Show a little more, show a little less, add a little smoke, welcome to burlesque. Everything you dream of, but never can possess, nothing's what it seems, welcome to burlesque. It to the band. Cùng dành một tràng pháo tay cho Lâm Vinh Hải và Minh Thảo. Rồi bây giờ sẽ là nhận xét đầu tiên từ giám khảo Trốn Huy Trần. Wow, không wow. Like, không phải wow nhưng mà like... Wow. Hết hồn. Thực sự, lúc anh xem cái bài này nó có nhiều cái bất ngờ, rất là nhiều. Một cái bất ngờ làm cho anh hơi căng, mà cái căng này anh cũng thích. Yeah. Cái cảm giác trong cái bài này đúng là burlesque, nó rất là cảm xúc, nó rất là gợi cảm. Để anh nói một tí xíu về cái thể loại burlesque. Một cái sự hài hước và nó cũng rất là gợi cảm. Và tụi em làm cho, không biết là anh Hoài Linh có cảm giác thế nào, nhưng mà anh có một số cảm giác là anh không thoải mái lắm. Nhưng mà cái đó là một cái thành công của burlesque vì tụi em thể hiện đúng. Lúc Thảo đang nằm xong cái tay của Hải chạm vô, cái kiểu như vậy đó. And then lúc Thảo cầm cái lông đó, yeah, xong em cũng là cái kiểu là mình không phải là chỉ là cầm như vậy, cái kiểu là, yeah, cái kiểu như vậy đó. Đó là burlesque và em làm mấy cái điều đó rất là tốt.
nó rất khó để diễn burlesque, để cho nó nhìn đúng là burlesque. Nhiều bạn sẽ thử cái thể loại này nhưng mà bị nhát ha, over quá. Tất cả mọi thứ, cái kỹ thuật và mấy cái động tác tụi em làm đúng cái nhạc, mấy cái chi tiết trong cái nhạc. Và lúc em trên cái ghế, em đá cái chân lên cái ghế, anh rất thích bài này, chị nói rất thích bài này. Mời phần nhận xét tiếp theo từ giám khảo Hoài Linh. Thật sự ra thì hai bạn kết hợp nhau trong cái bài này tôi thấy là một cặp đôi rất là đẹp. Mấy tuần trước thì cái phần của Hải nhỉnh hơn, tuần này thì tôi thấy Thảo bắt đầu có cái sự cố gắng. Chúng tôi vẫn mong muốn điều đó nơi các thí sinh. Ngoài cái cố gắng trong cái từng bước nhảy thì về cái phần diễn xuất thì dĩ nhiên là Thảo cũng có kinh nghiệm rồi, bởi vì em là một diễn viên mà, cho nên là em cũng có kinh nghiệm. Trong cái phần dàn dựng của Nhật Anh thì có lẽ Nhật Anh cũng dựa vào cái điểm mạnh của em, và cái người bạn diễn của em đã tạo rất là nhiều cái cảm xúc cho Thảo để Thảo hoàn thành cái bài này. Những cái động tác thì thật sự nhìn nó rất là đơn giản, nhưng khi mà mình vào mình làm thì nó không hề đơn giản chút nào. Và như John Huy nói thì cái bài này nó có chừng mực và nó tạo được cảm xúc cho người xem. Đó là các em đã thành công. Chúc mừng Lâm Minh Hải và Minh Hải. Và xin mời nhận xét từ giám khảo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Anh không hài lòng, anh Hưng đang lắc đầu. Giá như mà tôi nhảy giống được như vậy. Lại mơ nữa rồi. Đời người có quyền ước mơ mà. Tất cả mọi thứ ở trong cái bài này với tôi là tuyệt vời. Vì là từ cái đặt để bước chân của em, từ khi ngồi em xoay mặt lại, ánh mắt, cơ mặt và cái miệng của em hát theo rất là chuyên nghiệp. Và những cái bước chân của em đưa qua đó, không phải đơn giản tí nào đâu, rất là khó, rất thẳng, và em đặt xuống đúng nhịp và nó lôi cuốn cái người xem. Và em làm được cái điều đó, hút người ta. Ngay cả cái khăn em quấn vào cổ Hải và em đá Hải rớt xuống và em lôi trở ra, khi Hải lăn nó hoàn toàn rất là phù hợp và tính toán được cả cái vòng quấn, nó lấy ra một cách rất là nhẹ nhàng và dễ dàng. Một điều thôi, theo suy nghĩ của riêng tôi thôi, khi em ao, em ngồi lên người Hải, nếu như cái nhạc ao mà em bật ngửa trở ra luôn, là em sẽ lấy được 3 chữ xuất sắc trong cái tiết mục này. Tôi muốn cho điểm ngay lập tức liền giờ. Và bây giờ là số điểm từ giám khảo Đại Vĩnh Hưng, xin mời. 10 điểm. 10 điểm. Và điểm số thứ hai từ giám khảo Trần Huy Trần là 10 điểm. 10 điểm. Và giám khảo Hoài Linh nghĩ sẽ là 10 rồi. Có nhiều tôi cho nhiều chứ sao nữa. 10 điểm. Như vậy điểm trung bình của các bạn là 10 điểm từ 3 vị giám khảo. Và bây giờ phần còn lại xin mời Thảo lên cân. Hôm nay dáng Thảo cũng rất là đẹp. Thí sinh Minh Thảo, cân nặng cũ 77,3 cân, cân nặng mới 75,5 cân, giảm 1,8 cân, tương đương 2,3%. Và tổng điểm của Minh Thảo là 12,3 điểm. Số cân của Minh Thảo trong những ngày đầu tiên đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân là 92,1 cân. Trong 8 tuần vừa qua, bạn đã giảm được tất cả là 16,6 cân. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn Minh Thảo. Và hiện tại số điểm cao nhất thuộc về thí sinh Thủy Tiên và thấp nhất thuộc về Huyền Thảo.